huyện Long Điền có 7 đơn vị hành chính, 2 thị trấn và 5 xã, thì hiện nay huyện có một địa phương, thị trấn Long Hải là vùng đỏ, xã Phước Hưng là vùng cam, xã An Ngãi là vùng vàng và 4 địa phương vùng xanh. Huyện nỗ lực phấn đấu hạn chế phát sinh thêm các khu vực có ổ dịch mới và các ca F0 trong vùng có nguy cơ cao tại địa bàn thị trấn Long Hải. Theo nhận định của Ban chỉ đạo huyện Long Điền, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tại 3 địa phương giáp biển và giáp tâm dịch Long Hải, nên chính quyền và người dân vẫn mong muốn tiếp tục áp dụng biện pháp mạnh để đảm bảo công tác phòng dịch đạt hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết. Qua đánh giá sơ bộ, thì người dân lúc nào ta cũng mong muốn. Đấy, cũng mong muốn cái việc là phải áp dụng chỉ thị 15 hoặc là trở lại trạng thái bình thường. Nhưng đánh giá dịch tễ của ban chỉ đạo cởi cả ngành y tế thì chúng ta phải có quyết định chính thức. Riêng các cái xã mà vùng xanh thì chúng ta có thể áp dụng chỉ thị 15. Nhưng các cái địa phương mà còn là tình hình dịch bệnh mà mình nhận định nó còn phức tạp thì sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị 16. Hoặc thậm chí đó có thể như Long Hải là vẫn là cái chỗ mà 16 cộng chẳng hạn. Theo nhận định chung đó, cũng như bản thân tôi đó, và người dân người ta cũng mong muốn là đối với các cái vùng đỏ của các cái địa bàn, đặc biệt là ở thị trấn Long Hải, thì chúng ta cần thực hiện cái mạnh hơn để đảm bảo cho nó an toàn công tác phòng chống dịch, nó đạt hiệu quả. Và đặc biệt các cái vùng mà lân cận cũng có cái nguy cơ tiềm ẩn rất là lớn, ví dụ như Phước Tỉnh, ví dụ như Phước Hưng, thì cũng cần thực hiện cái nghiêm ngặt. Thị trấn Long Điền, rồi Phước Tam Phước, rồi An Ngãi, An Nhất, các cái địa bàn này thì đến thời điểm này thì tương đối là tốt, do đó có thể mình giãn cách, nói chung là thực hiện cái biện pháp nó nhẹ hơn tí, có thể là thực hiện chỉ thị 15 chẳng hạn. Do đó người dân cũng mong muốn, người dân cũng không được chủ quan lơ là. Nếu mà mình chủ quan lơ là thì không khéo một chút lơ là thì nó sẽ xảy ra dịch bệnh, là vô hình dung là mình làm lại từ đầu rất là khó.